referees for today's match. Pastikte Shuruktino Tisez. Maria Pinto, Argentina. Valeria Palma, Chile. Rani Castro, Costa Rica. And Henry Gutierrez, Bolivia. Nơi chúng ta sẽ cùng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Busan Việt Nam trong trận đấu quyết định về tấm vé đi tiếp của chúng ta. Trận đấu trước đội bóng đánh giá cao hơn rất nhiều là đội tuyển Cộng hòa Séc. Lúc này thì cầu thủ của hai đội vẫn đang ở trong đường hầm của nhà thi đấu Žalgiris và chuẩn bị bước ra sân. Đang chào cờ hát quốc ca trước khi bước vào trận đấu này. Đầu tiên sẽ là các cầu thủ Cộng hòa Séc, người sẽ ra sân trong bộ trang phục thi đấu màu trắng ngày hôm nay. Đội tuyển Cộng hòa Séc là một đội bóng rất đẳng cấp, đã đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng của FIFA, tức là hơn 26 bậc so với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và rõ ràng là những gì mà đội bóng này đã thể hiện trong hai lượt trận đã qua tại bảng D khiến cho chúng ta dự báo về những khó khăn không nhỏ dành cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng tất nhiên, trong bóng đá, trong futsal và trong thể thao thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, và chúng ta cùng chờ đợi sự nỗ lực và cố gắng của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang trong một trận đấu gặp một đối thủ rất đẳng cấp như là đội tuyển Cộng hòa Séc ngày hôm nay. Head coach of the team, Thomas Newman. And this is Czech Republic. Trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng này thì tại bảng D đã xác định được đội bóng duy nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp là đội tuyển Brazil với 2 trận toàn thắng. Đứng thứ hai đang là đội tuyển Cộng hòa Séc đang có 3 điểm và hiệu số bàn thắng là 0. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã có 3 điểm và đang có hiệu số bàn thắng là -7. Và đứng cuối bảng chưa có điểm nào là đội tuyển Panama. Và lúc này thì trong số những đội bóng đang xếp thứ 3 ở các bảng đấu thì đội tuyển Busan Việt Nam của chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 4, tức là vị trí cuối cùng sẽ giành vé vớt vào vòng đấu loại trực tiếp. Những gương mặt của đội tuyển Busan Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là trận đấu mà đội trưởng Trần Văn Vũ không thể góp mặt do đã phải nhận 2 thẻ vàng. Và ngày hôm nay thì Phạm Đức Hòa sẽ là người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Busan Việt Nam. Cuối cùng của chúng ta vừa bước ra sân là Khổng Đình Hùng, người đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Busan Brazil ở trận đấu ra quân của chúng ta. Sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của hai đội. Quốc ca của Cộng hòa Séc. Còn bây giờ sẽ là quốc ca Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiêng liêng sau khi quốc ca của Việt Nam vang lên và các cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài đang chờ đợi màn trình diễn của các cầu thủ chúng ta. Đây là đội hình xuất phát của đội tuyển. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã quyết định thay Trần Văn Vũ bằng Phạm Đức Hòa, người đầu tiên, lần đầu tiên đeo chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Futsal Việt Nam trong một giải đấu chính thức. Đeo băng đội trưởng của Cộng hòa Séc là số 7 Lucas Reseta. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ khoảng cách về thể hình giữa cầu thủ đôi bên. Và các cầu thủ Cộng hòa Séc họ có thể hình rất ấn tượng nhưng kỹ thuật cũng rất tuyệt vời. Những cầu thủ của Cộng hòa Séc cao to nhưng cũng rất khéo. Những lời dặn dò cuối cùng, những lời chỉ đạo cuối cùng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang trước khi các chúng ta bước vào trận đấu này. Vì người hâm mộ, vì gia đình, Việt Nam! Vì người hâm mộ, vì gia đình và Việt Nam, đó là những gì chúng tôi đã nghe rõ từ huấn luyện viên Phạm Minh Giang và các học trò của mình. Tất cả sẽ chiến đấu bằng 200% khả năng của mình trong trận đấu quyết định ngày hôm nay. Lần thứ hai, Futsal Việt Nam có mặt ở sân chơi World Cup. Chúng ta đã có cơ hội đối đầu với những đối thủ lớn, những đội bóng rất đẳng cấp. Ở bảng đấu này đó là Brazil và bây giờ là Cộng hòa Séc. Những cổ động viên Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về hành trình mà chúng ta đã đi qua. Và chúng ta rất mong muốn có thêm một sự tự hào nữa trong trận đấu ngày hôm nay. Nghi thức đếm ngược trước mỗi trận đấu quen thuộc ở giải đấu năm nay. Cầu thủ của chúng ta sẽ là những người giao bóng. Và trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Cộng hòa Séc đã bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này, đội tuyển Việt Nam của chúng ta bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị. Đức Hòa. Trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam chúng ta sẽ đặt quyết tâm là có điểm trước Cộng hòa Séc. Đường truyền vừa rồi là của Châu Đoàn Phát. Đức Hòa vẫn đang là người chơi ở vị trí phi xô, người chơi thấp nhất bên trên thủ môn Hồ Văn Ý. Kinh nghiệm thi đấu tại Tây Ban Nha cũng như là sự hiểu biết với các đồng đội trong tổ xuất phát của mình khi đá cùng câu lạc bộ sẽ giúp cho Đức Hòa tạo ra được sự yên tâm cùng với các cầu thủ trên sân của đội tuyển Futsal Việt Nam. Pha cứu thua của Hồ Văn Ý rất nguy hiểm. Đó là hai pha cứu thua liên tiếp của thủ môn Hồ Văn Ý bên phía đội tuyển Việt Nam. Hoàn Ý đã có những tình huống phạt xa được cứu thua cực kỳ xuất sắc. Chúng ta cần phải chơi tập trung hơn. Đã có tình huống phạm lỗi của Phạm Đức Hòa với số 13 Nissan Holy. Trước đó là một pha đột phá bên cánh trái rất tốt của đội trưởng Lucas Reseta bên phía Cộng hòa Séc. Nhưng các thủ của đối phương đã không chiến thắng được thủ môn Hồ Văn Ý của đội tuyển Việt Nam. Hồ Văn Ý đã cứu hai cú dứt điểm liên tiếp từ những cú đá của Krivanic và Sider. Cầu thủ đã có được hat-trick vào lưới của Panama. Tình huống mà chúng ta cần phải hết sức tập trung. Những tình huống cố định trong môn Futsal luôn tạo ra đột biến rất cao. Đây là Nissan Sider, ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Cộng hòa Séc. Nissan Sider, cú sút này và Hồ Văn Ý vẫn chơi xuất sắc. Môn ba la của Cộng hòa Séc đã bỏ khung thành để băng lên và tung ra cú dứt điểm rất căng. Sức ép liên tục được các cầu thủ Cộng hòa Séc tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc. Một trận đấu mà chúng ta đã dự báo trước rất nhiều những khó khăn khi đối thủ là đội bóng đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng của FIFA. Chúng ta vẫn còn nhớ Cộng hòa Séc đã chơi hay như thế nào ở hiệp 1 trận đấu gặp Brazil, nơi mà họ chút nữa đã có thể dẫn trước đối thủ. Chắc đó là trận đấu mà nếu như kết thúc tốt và có duyên hơn và may một chút nữa thì Cộng hòa Séc đã có thể dẫn trước Brazil sau 20 phút đầu tiên. Những phút cuối của hiệp 1 trận gặp Brazil, lần lượt Sailer và Slovacek đã có những cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng đều không thành công. Và sau đó thì chỉ có sự tỏa sáng của Ferrao trong hiệp 2 mới giúp Brazil phá vỡ thế bế tắc. Và lấy bóng rất tốt. Phạm Đức Hòa. Nguyễn Anh Duy. Có thể dứt điểm. Minh Trí.
Minh Chí chính là người đã mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 của đội tuyển Việt Nam chúng ta trước Panama. Đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn đang chơi tập trung và tự tin, mặc dù đối đầu với chúng ta là một sức ép rất lớn từ đối thủ. Châu Đoàn Phát. Lúc này thì tổ đấu số 2 của đội tuyển Futsal Việt Nam đang sẵn sàng ở bên ngoài sân. Đây là trận đấu mà theo tôi chúng ta vẫn cần phải chơi chậm, chắc và chờ đợi cơ hội để tung ra những đường phản công nhanh, tránh bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Rất tốt. Những pha phản công và cả những tình huống cố định sẽ là những điều mà chúng ta rất chờ đợi từ đội tuyển Futsal Việt Nam. 3 trong số 4 bàn thắng đã qua của đội tuyển chúng ta đến từ những tình huống dàn xếp các pha bóng cố định, và bàn thắng còn lại thì đến từ một pha chuyển trạng thái rất nhanh. Đường chuyền dài của đội trưởng Phạm Đức Hòa. Anh Duy. Đức Hòa. Dứt điểm. Cơ hội. Đức Hòa. Chúng ta vừa gây sức ép ngược lại đối thủ. Đó là những tình huống băng lên rất hay của đội trưởng Phạm Đức Hòa. Lần đầu tiên trong trận đấu này chúng ta có một cú dứt điểm gây khó cho thủ thành Vahala bên phía Cộng hòa Séc. Tổ đấu thứ hai của đội tuyển Việt Nam đã vào sân. Những trận đấu futsal có tốc độ rất cao. Sự thay đổi người là không hạn chế và các cầu đấu sẽ được luân phiên. Như thế mới có thể đảm bảo được thể lực để các cầu thủ di chuyển liên tục và tạo ra được sự nhuần nhuyễn trong những tình huống phối hợp với cường độ cao. Rồi là một tình huống phối hợp giữa Khổng Đình Hùng và Lê Quốc Nam nhưng không chính xác. Khổng Đình Hùng là người duy nhất của đội tuyển Futsal Việt Nam đã ghi được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Futsal Brazil. Đó là một pha phối hợp từ tình huống cố định rất hay của các cầu thủ Việt Nam chúng ta. Cộng hòa Séc cũng đã thay tổ đấu thứ hai. Văn Hiếu. Vâng, Văn Hiếu chính là người đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội tuyển Việt Nam trước Panama. Đó là bàn thắng rất đáng nhớ trong sự nghiệp của Văn Hiếu. Một tình huống qua được cả hai hậu vệ, cả hai cầu thủ và thủ thành đối phương trước khi tạo ra được một bàn thắng rất quan trọng dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Vâng, bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2. Văn ghi bàn gần như là sát đường biên ngang. Một tình huống xử lý rất khéo léo và khả năng giữ thăng bằng cực tốt của Văn Hiếu. Và ngày hôm qua thì Văn Hiếu cũng đã có bài trả lời phỏng vấn trên trang chủ của FIFA. Và Liên đoàn bóng đá thế giới cũng đã đánh giá rất cao cầu thủ của chúng ta lẫn đội tuyển Futsal Việt Nam tại giải đấu năm nay, dành những lời khen ngợi. Và có lẽ chúng ta cũng cần nhiều hơn nữa những tình huống táo bạo dám đột phá như của Văn Hiếu ở trận đấu gặp Panama trong trận đấu khó khăn này. Vẫn là cao thủ Cộng hòa Séc. Việc đội tuyển Cộng hòa Séc giành thế kiểm soát trận đấu ngày hôm nay sẽ là điều không bất ngờ. Cú sút không có gì nguy hiểm với Hồ Văn Ý. Đó là pha xử lý của David Rose. Zaruba. Rose. Tổ đấu trên sân lúc này của đội tuyển Cộng hòa Séc lại chính là tổ đấu ra sân cho đội hình xuất phát của họ ở hai trận đấu trước gặp Brazil và Panama. Văn Hiếu. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang chơi bình tĩnh và đảm bảo được một sự chắc chắn bên phần sân nhà. Và chúng ta thấy là từ đầu trận thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sử dụng rất nhiều những đường chuyền dài vượt tuyến từ sân nhà cho các pivô. Đường chuyền không tới được chân đồng đội, rất nguy hiểm.
vẫn là pha cản phá cứu thua của Hồ Văn Ý sau cú dứt điểm của Zaruba. Sẽ là một trận đấu mà Hồ Văn Ý cùng với các đồng đội của mình phải hoạt động cực kỳ vất vả. Đang chơi ở vị trí Fiso bên phía Cộng hòa Séc là Zaruba, cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Cộng hòa Séc tại World Cup năm nay. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Panama. Slovacek. Kudelka. Rất nguy hiểm. Các cầu thủ của chúng ta ở tình huống này vẫn bọc lót cho nhau tốt, đó là tình huống cản phá của Khổng Đình Hùng. Sức ép cho đội tuyển Việt Nam những phút vừa qua là tương đối lớn. Kudelka. Kudelka. Krivanek. Những pha che chắn bóng của các cầu thủ Cộng hòa Séc. Lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội tuyển Việt Nam trong tình huống vừa rồi đã khiến các cầu thủ Cộng hòa Séc gặp khó khăn trong việc tìm ra kẽ hở cũng như là khoảng trống để dứt điểm. Rất nhiều những đường truyền dài được thực hiện bên phía đội tuyển Futsal Việt Nam. Rất nguy hiểm. Cú đấm bóng của Hồ Văn Ý. Vẫn là một pha xử lý quen thuộc của đội trưởng Lucas Reseta bên phía cánh trái. Holy. Chúng ta yêu cầu cao thủ Cộng hòa Séc thực hiện lại quả đá biên. Đợi còi. Lúc này thì Cộng hòa Séc đang trở lại với tổ đấu trong đội hình xuất phát của họ. Pha phạm lỗi của số 13 Mikhan Holy bên phía đội tuyển Cộng hòa Séc. Đó là tình huống cản phá trái phép với Văn Quý. Anh Quý, số 5 bên phía đội tuyển Futsal Việt Nam. Anh Quý. Những tình huống áp sát liên tục của các cầu thủ Cộng hòa Séc. Tình huống đọc bài tốt của Thanh Tín. Đó là một pha phối hợp xuống đáy biển của các cầu thủ Cộng hòa Séc, sau đó chuyền ngược trở lại cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Nhưng chúng ta đã phán đoán được ý đồ này. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang và các học trò đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Chưa có được nhiều những tình huống chuyển trạng thái, nhưng lúc này các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đang chơi tốt ở mặt trận phòng ngự, vẫn đang đảm bảo được sự an toàn bên phần sân nhà. Reseta. Holy. Đây là Misa Seiler. Seiler là cầu thủ cực kỳ nguy hiểm. Holy. Seiler. Đá phạt cho Cộng hòa Séc. Đó là pha phạm lỗi của Nguyễn Anh Quý. Thể hình của các cầu thủ Cộng hòa Séc là hoàn toàn vượt trội. Đây là pha phạm lỗi thứ 3 của đội tuyển Việt Nam trong hiệp đấu này.
chúng ta vẫn cần phải hạn chế những tình huống phạm lỗi. Bởi vì khi một đội bóng phạm lỗi đến lỗi thứ 6 thì sẽ phải nhận quả phạt đền 10m, và cứ thêm một lỗi lại là một quả phạt đền 10m nữa trong một hiệp đấu. Rất có thể Misan Sailor sẽ là người thực hiện cú sút. Đúng như thế. Sailor, một pha phối hợp dứt điểm. Cú sút không chính xác của Sailor. Cho đến thời điểm này thì đội tuyển Cộng hòa Séc đã ghi được 5 bàn thắng và 3 trong số đó thuộc về Misan Sailor. 5 bàn thắng đó đều được ghi trong trận đấu gặp đội tuyển Panama. Cơ hội. Tình huống mà Châu Đoàn Phát đã không khống chế được đường chuyền từ sân nhà của chúng ta lên. Holy. Lúc này thì trên sân đội tuyển Phúc San Việt Nam đang sử dụng tổ đấu trong đội hình xuất phát. Cộng hòa Séc đang chơi power play. Thủ thành Vahala cũng đã có mặt bên phần sân của chúng ta. Dứt điểm. Ở giải đấu năm nay, thủ môn Vahala đã có 2 tình huống ném bóng phát động tấn công chính xác cho đồng đội ghi bàn. Đức Hòa. Rất hay. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Có thể dứt điểm. Không vào. Rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong tình huống băng lên và xử lý kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái của Châu Đoàn Phát. Một cơ hội tuyệt vời dành cho đội tuyển Việt Nam trong một tình huống chuyển trạng thái rất nhanh. Châu Đoàn Phát đã làm rất tốt công việc của mình trước đó, trước khi tung ra cú dứt điểm. Đó là một pha đi bóng rất tự tin, cực kỳ tự tin và bình tĩnh. Chúng ta cần phải tiếp tục phát huy những pha bóng như vậy. Đoàn Phát. Minh Chí. Cơ hội của Châu Đoàn Phát là tình huống nguy hiểm thứ hai mà đội tuyển Phúc San Việt Nam tạo ra trong gần 10 phút đã qua của hiệp 1. Lúc này thì tổ đấu đầu tiên của chúng ta lại đang có mặt trên sân. Zaruba. Slovacek. Kudenka. Zaruba. Đức Hòa đã cắt được đường chuyền. Cộng hòa Séc đang pressing. Lại pha cắt bóng chính xác nữa của đội trưởng Phạm Đức Hòa. Phản công cho đội tuyển Việt Nam. Châu Đoàn Phát. Minh Chí. Minh Chí. Vị trí đã không theo kịp đường truyền của Châu Đoàn Phát. Ở phía dưới thì Phạm Đức Hòa đang cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với tấm băng đội trưởng ngày hôm nay. Chơi chắc chắn, kinh nghiệm và tạo ra sự yên tâm cho các đồng đội của mình. Slovacek. Khoảng thời gian hội ý 1 phút trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Đội tuyển Cộng hòa Séc chưa thể có được điều mà họ mong muốn trong hiệp đấu đầu tiên. Và huấn luyện viên Thomas Neumann đã quyết định sử dụng quyền hội ý. Trong mỗi hiệp đấu của Futsal thì mỗi đội sẽ được hội ý 1 lần. Và thời gian hội ý kéo dài trong 1 phút. Chúng ta thấy là dù đang nắm trong tay tấm vé đi tiếp,
rất lớn. Nhưng Cộng hòa Séc không hề có ý định buông xuôi hay nương chân ở trận đấu này. Quyết tâm chiến thắng của họ là rất cao. Những gì mà họ đã thể hiện trong hơn 10 phút vừa qua. Cộng hòa Séc họ vừa muốn có được một chiến thắng để lấy lại tinh thần sau thất bại trước đội tuyển Brazil và tạo đà cho những trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp. Và họ cũng muốn có được sự an toàn, bởi vì nếu như tỷ số là hòa thì mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra chỉ trong vòng vài giây của một trận đấu phút sàn. Đó cũng chính là lý do đội tuyển Cộng hòa Séc không ngừng gây sức ép và đang quyết tâm có được bàn thắng. Còn chúng ta đang chơi phòng ngự kiên cường. Và Hà La. Pha xử lý của Văn Hiếu, người hùng trong trận đấu gặp Panama. Zaruba. Rất hay. Cao thủ của chúng ta bọc lót cho nhau để ngăn chặn đợt tấn công của Đó chính là Văn Hiếu. Thêm một lần nữa Văn Hiếu cho thấy được sự táo bạo của mình. Holy. Zaruba. Phan hô Hồ Văn Ý. Một tình huống bắt bóng rất hay của thủ môn đội tuyển Futsal Việt Nam. Hồ Văn Ý đã tỏa sáng không ít trong những trận đấu trước. Lê Quốc Nam. Sai lầm của Lê Quốc Nam. Rất may là Hồ Văn Ý đã kịp băng lên và phá bóng trước mũi giày của đối phương. Chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Panama cũng mang một dấu ấn đậm nét của Hồ Văn Ý với những pha cứu thua xuất sắc để mang tới 3 điểm quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. David Ross. Kudetka. Rất hay. Cắt bóng của Văn Hiếu. Lê Quốc Nam. Văn Hiếu. Khổng Đình Hùng. Đá biên cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn luôn rất biết cách tận dụng những tình huống đá biên. Đình Hùng. Văn Hiếu. Đắc Huy. Văn Hiếu. Đó đáng ra phải là một quả đá biên cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Zaruba. Ngày hôm nay thì Lê Quốc Nam, người thường xuyên được bố trí ở tổ thi đấu xuất phát trong hai trận đấu trước, đang đá ở tổ thi đấu số 2 bên phía đội tuyển Futsal Việt Nam. Quốc Nam. Văn Hiếu. Mười bốn phút đầu tiên của hiệp một đã trôi qua và chúng ta vẫn đang đứng vững trước sức ép khá lớn từ phía cao thủ Cộng hòa Séc. Bây giờ chúng ta cũng đã có những cơ hội để có thể ghi bàn. Bây giờ đang là tổ thi đấu số 3 của đội tuyển Futsal Việt Nam. Vừa rồi là cú dứt điểm của David Ross. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đứng ngồi không yên, ông liên tiếp đưa ra những chỉ đạo với các học trò của mình. Anh Quý. Rất cần sự tự tin và một tinh thần vững chắc, những pha xử lý an toàn trong một trận đấu mà chúng ta đang đối mặt với đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Còn hơn 5 phút bóng sống nữa là hiệp 1 trận đấu sẽ kết thúc. Cao trò huấn luyện viên Thomas Newman vẫn đang phải nói là bế tắc trước đội tuyển Futsal Việt Nam, chơi phòng ngự phản công rất hợp lý.
cao thủ của chúng ta cũng rất chịu khó quầy bắt đối phương. Rất hay. Đó là tình huống đánh đầu phá bóng của Vũ Đức Tùng. Rồi, phản công cho đội tuyển Việt Nam. Sẽ chỉ là một quả đá biên. Thêm một cơ nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Pha cản phá của thủ thành Vahala sau cú dứt điểm của Vũ Đức Tùng. Đã có ít nhất 2 lần Vahala phải trổ tài cứu thua trong hiệp 1 trận đấu này. Đánh đầu lại là của Vũ Đức Tùng. Đó là một pha chạm bóng khá cảm giác của Vũ Đức Tùng. Những tình huống phản công rất sắc của đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng khiến cho các thủ Cộng hòa Séc phải hết sức dè chừng trong những phút vừa qua. Holy Reseta. Tình huống lăn xả của số 12 Thành Tín bên phía đội tuyển Việt Nam. Hoan hô Hồ Văn Ý. Vẫn rất chắc chắn trước khung thành của đội tuyển Futsal Việt Nam. Cú đá ở cự ly gần của đội trưởng Lucas Reseta bên phía Cộng hòa Séc. Tình huống mà rất khó tin khi Hồ Văn Ý có thể bắt dính bóng được. Châu Đoàn Phát. Pha đánh đầu phá bóng của Vahala. Vẫn là cao thủ Việt Nam chúng ta. Giang Nhã Hưng. Nhà Gia Hưng lúc này đã vào sân. Không có lỗi. Vũ Đức Tùng cũng là mẫu pivot có khả năng cản lưới rất tốt của đội tuyển Việt Nam. Và phạm lỗi của cầu thủ đối phương khiến Đức Tùng bị đau. Hy vọng là Vũ Đức Tùng có thể tiếp tục trận đấu được. Những sự cổ vũ mà chúng ta nghe thấy rất rõ trên các khán đài dành cho Vũ Đức Tùng. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đang tạo ra được một thế trận phòng ngự an toàn và hiệu quả trong những phút đã qua của hiệp 1 trận đấu này. Vũ Đức Tùng vẫn chưa thể đứng dậy và vẫn đang cần tới sự chăm sóc của các bác sĩ bên phía đội tuyển Việt Nam. Thời gian hiệp 1 trận đấu này chỉ còn gần 4 phút nữa. Có cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh. Vừa rồi là tình huống quay chậm lại cú dứt điểm rất căng của Vũ Đức Tùng. Người đã khiến Vũ Đức Tùng bị đau là Misan Holy. Như vậy Cáng đã được đưa vào sân. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là cầu thủ của chúng ta khó có thể thi đấu tiếp được. Thêm một mất mát nữa với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang
Khi mà trước trận đấu này thì đội trưởng Trần Văn Vũ cũng không thể thi đấu vì đã nhận 2 thẻ vàng. Nỗ lực và sự lăn xả của Vũ Đức Tùng đã khiến cho cầu thủ Mao số 10 của đội tuyển Futsal Việt Nam gặp phải một chấn thương. Như vậy là Đức Tùng đã bị gãy chân. Rất có thể là như vậy. Các bác sĩ đang phải nẹp để cố định chân phải của Vũ Đức Tùng. Những phút giây lo lắng và hồi hộp. Tất cả chúng ta đều mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Vũ Đức Tùng, mặc dù anh không thể tiếp tục thi đấu trong trận đấu này. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ phải tiếp tục có những tính toán về nhân sự trong khoảng thời gian hơn một hiệp đấu còn lại. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Điều quan trọng là chúng ta vẫn cần phải tiếp tục giữ được sự ổn định sau khi Vũ Đức Tùng bị chấn thương. Không kịp. Châu Đoàn Phát. Đức Hòa. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Hồ Văn Ý. Hồ Văn Ý đã có một pha ném bóng phát động tấn công cho Châu Đoàn Phát. Zaruba. Kudenka. Zaruba. Sút rất căng của số 4 Zaruba, nhưng một lần nữa thì Hồ Văn Ý lại chơi xuất sắc để cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Khi chúng ta đang phòng ngự kín kẽ ở xung quanh thủ môn Hồ Văn Ý thì đội bạn đã thực hiện tình huống dứt điểm từ rất xa. Năm 2020 thì Hồ Văn Ý đã từng được bầu chọn là một trong 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới. Vẫn là một cú sút nguy hiểm nữa của Zaruba. Phạt góc cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Thời gian còn lại của một là hơn 2 phút. Zaruba. Số 3 check. Ừ.
chúng ta vẫn đang nỗ lực và đang đứng vững trước những sức ép rất lớn từ phía Cộng hòa Séc. Minh Trí. Châu Đoàn Phát. Đứng vững được trước một đội bóng mạnh như Cộng hòa Séc cho tới lúc này cũng đã là thành công của đội tuyển Việt Nam rồi. Rất đáng ngợi khen tinh thần thi đấu và sự hợp lý trong cách chơi của đội tuyển Futsal Việt Nam. Kurenka. Một tình huống phối hợp không ăn ý của đôi bạn. Chỉ còn hơn một phút nữa là hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ. Đó sẽ là khoảng thời gian để cho chúng ta tiếp tục có thêm những toan tính cho hiệp thi đấu còn lại, cũng như để các cầu thủ lấy lại sức. Đây chính là Vũ Đức Tùng. Những bước chân tập tễnh của Vũ Đức Tùng. Và khoảng thời gian còn lại anh sẽ cổ vũ các đồng đội của mình. Phạm Đức Hòa vẫn đang chơi rất chắc chắn và đáng tin cậy ở vị trí thấp nhất bên trên thủ môn Hồ Văn Ý. Tyler. Lucas Tyler. Chúng ta cần phải dành cho số 10 của Cộng hòa Séc một sự chăm sóc đặc biệt. Tyler. Holy. Lối chơi mà các thủ Việt Nam đang thể hiện là cực kỳ khó chịu với Cộng hòa Séc. Phạm Đức Hòa. Hòa chơi đầy kinh nghiệm. Một cầu thủ đầy kinh nghiệm và đã từng được thử sức tại một nền bóng đá đẳng cấp như Tây Ban Nha. Đang cho thấy được tố chất thủ lĩnh ở trên sân bên phía đội tuyển Futsal Việt Nam. Không có gì khó khăn đối với Hồ Văn Ý. Còn 30 giây, gần 30 giây cho hiệp 1 trận đấu này. Hồ Văn Ý đúng là người nhện trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn của Hồ Văn Ý chắc chắn là sẽ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, tinh thần và động lực thi đấu cho các đồng đội ở phía trên. Tyler. Holy. Những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Giữa đội tuyển Cộng hòa Séc và đội tuyển Việt Nam tại bảng B của FIFA Futsal World Cup năm 2021 đã khép lại. Một hiệp đấu kiên cường của các cầu thủ Việt Nam chúng ta, chơi rất hợp lý và đầy hiệu quả. Chúng ta ngăn chặn được những pha tấn công ồ ạt với một sức mạnh và áp lực ghê gớm của đội tuyển Cộng hòa Séc để kết thúc hiệp đấu đầu tiên bằng tỷ số hòa. Một tỷ số phải nói là đầy mỹ mãn cho đội tuyển Futsal Việt Nam, và chúng ta cũng mong đợi một tỷ số hòa tiếp theo ở hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu này. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền Việt Nam để theo dõi chương trình bình luận giữa trận.
mến, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Zagreb Arena tại thành phố Kaunas, Litva để theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Cộng hòa Séc và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng B của bảng D của vòng chung kết FIFA Futsal World Cup năm 2021. Cộng hòa Séc, một đội bóng rất đẳng cấp, đã tạo ra nhiều sức ép trong hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng các cầu thủ chúng ta đã kiên cường chơi với một tinh thần rất ấn tượng và có được một thế trận hợp lý, chắc chắn với sự chỉ huy của đội trưởng Đức Hòa ở trên sân và huấn luyện viên Phạm Minh Giang ở ngoài đường biên, mang tới một kết quả thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số đang là 0-0 và chúng ta đang mong muốn tiếp tục tạo ra được một sự chắc chắn tương tự trong hiệp thi đấu thứ hai. Những cầu thủ kỹ thuật và chơi với nhau rất ăn ý của đội tuyển Cộng hòa Séc đã không làm cách nào để tìm được đến mảnh lưới của đội tuyển Futsal Việt Nam trong hiệp thi đấu đầu tiên. Có nhiều những tình huống dứt điểm đã được tạo ra, nhưng hầu hết đều đã bị chặn lại bởi các cầu thủ và đặc biệt là thủ thành Hồ Văn Ý, người đã chơi rất hay trong 20 phút của hiệp thi đấu đầu tiên. Những tính toán chiến thuật của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã được các học trò thực hiện rất tốt trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Mặc dù chúng ta đã trải qua không ít những khó khăn từ sức ép của đội bạn và từ chấn thương của tiền đạo Vũ Đức Tùng. Lúc này thì đội tuyển Futsal Việt Nam đang mất hai cầu thủ, đó là Trần Văn Vũ, hai thẻ vàng, và Vũ Đức Tùng bị chấn thương ở hiệp 1. Chúng ta sẽ cần tiếp tục có những tính toán trong hiệp thứ hai này để bảo đảm được sự an toàn bên phần sân nhà và cùng với đó thực hiện những tình huống chuyển trạng thái. Rõ ràng đó là những mất mát không nhỏ với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ mất đi hai cầu thủ rất quan trọng để có thể thay đổi người trong hiệp thi đấu thứ hai này. Hiệp hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Cộng hòa Séc đã được bắt đầu. Ở trong hiệp đấu này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Hiệp 1 cùng với sức ép rất lớn của Cộng hòa Séc và nhiều những cơ hội mà đội bóng áo trắng tạo ra với sự xuất sắc của hàng phòng ngự và thủ thành Hồ Văn Ý, thì đội tuyển Futsal Việt Nam cũng đã có những pha bóng chuyển trạng thái rất nhanh để tạo ra những cơ hội ngược trở lại về phía khung thành đối phương và khiến cho đội tuyển Cộng hòa Séc cũng phải có được sự thận trọng nhất định thay vì dâng thật cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Cơ hội rõ ràng đầu tiên bên phía đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 đó là tình huống của Châu Đoàn Phát. Một pha dẫn bóng rất tự tin trước khi lừa qua các cầu thủ đối phương và dứt điểm hướng về khung thành của thủ môn Vahala. Holy, Seiler, Reseta, Nissan Holy. Tuyển Cộng hòa Séc cũng đã thực hiện rất nhiều những phương án tấn công khác nhau, những tình huống phối hợp gắn bó và kể cả những tình huống đột phá rồi những cú sút xa. Nhưng sự chắc chắn của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Futsal Việt Nam, các cầu thủ đã hỗ trợ phòng ngự cho nhau rất tốt. Chúng ta đã hạn chế được những cơ hội của đội bạn. Rất nguy hiểm, một tình huống thực sự nguy hiểm của các cầu thủ Cộng hòa Séc với pha chạm bóng cuối cùng là của Mikhan Holy. Anh Duy, Đức Hòa, vẫn là những pha bóng tự tin của các cầu thủ Việt Nam. Đức Hòa,
Pha dứt điểm là của Lucas Resetta. Tình huống vê bóng bằng chân phải và cú đá chân trái của Resetta đã không thể vượt qua được Đức Hòa. Vẫn là đội trưởng bên phía Cộng hòa Séc. Trong hiệp 1 thì Resetta có những tình huống đi bóng rất lợi hại ở bên phía cánh trái và đã có những cú dứt điểm nguy hiểm. Các cầu thủ Việt Nam của chúng ta vẫn đang giữ được sự tập trung rất cao. Chúng ta vẫn đang áp sát kịp thời những tình huống của đội bạn, khiến cho các cầu thủ Cộng hòa Séc không có được thật nhiều khoảng trống. Khả năng áp sát và khả năng hỗ trợ phòng ngự của các cầu thủ Việt Nam đang hiệu quả với sự tập trung cao độ. Châu Đoàn Phát vừa rồi đã rất mạnh dạn thực hiện pha qua người, nhưng bóng đã đi ra ngoài sân. Đoàn Phát và Văn Hiếu trong hiệp đấu đầu tiên là hai trong số những cầu thủ rất tự tin cầm bóng. Dứt điểm. Đó là một pha xử lý quen thuộc của đội trưởng Resetta bên phía Cộng hòa Séc, nhưng như thường lệ Hồ Văn Hí vẫn tỏ ra cực kỳ xuất sắc. Misan Holy. Seiler. Cho chúng ta và tình huống phá bóng của Minh Chí, bóng đã đập vào cầu thủ Seiler bên phía Cộng hòa Séc và chút nữa bay thẳng vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Sự áp sát cần thiết của các cầu thủ chúng ta khi mà đội bạn có khoảng trống để thực hiện tình huống sút xa. Seiler. Zaruwa. Rất nguy hiểm. Một tình huống mà thủ môn Hồ Văn Ý đã khép góc để ngăn cản cú dứt gót rất bất ngờ của cầu thủ đối phương. Đó là tình huống xử lý bằng gót của Seiler, người đã ghi được 3 bàn cho Cộng hòa Séc tại giải đấu này. Bây giờ thì tổ đấu thứ hai của chúng ta đang thi đấu ở trên sân, với chốt chặn cuối cùng là Khổng Đình Hùng. Chốt chặn cuối cùng trước thủ môn Hồ Văn Ý. Lê Quốc Nam. Lỗi đẩy người rõ ràng. Một quả phạt cho đội tuyển Việt Nam. Đắc Huy đã bị Kudenka đẩy từ phía sau. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn luôn làm rất tốt những tình huống cố định. Cú sút thẳng. Tiếp tục là quả đá biên cho đội tuyển Việt Nam. Đây là lần thứ 3 trong trận đấu này thủ thành Vahala phải cứu thua cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Văn Hiếu. Văn Ý. Phá băng ra đánh đầu của thủ thành Vahala. Gần 4 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua. Đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn đang đứng vững trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều đội tuyển Cộng hòa Séc. Hồ Văn Ý. Kudenka. Zaruba. Kudenka. Kudenka.
và Vendros. Slovacek. Bóng đã nằm gọn trong tay Hồ Văn Ý. Văn Hiếu. Zaruba. Những tiếng hô trên các khán đài của các cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho các hàng trai của chúng ta. Văn Hiếu đã có một tình huống rất nỗ lực, có phải nói là thi đấu lăn xả, ngăn cản và phối hợp bóng của đối phương. Kurenka sẽ là người đá biên cho Cộng hòa Séc. Những tình huống phối hợp bóng chết của Cộng hòa Séc phần lớn đều bị các cầu thủ Việt Nam chúng ta phán đoán được. Một pha dứt điểm hụt của Pavel Ros. Sút chân trái khá vụng về sau đường chuyền của Slovacek. Tình huống dứt điểm hụt làm chúng tôi nhớ lại những tình huống ngon ăn của các cầu thủ Cộng hòa Séc trong hiệp 1 trận đấu gặp Brazil. Những pha bóng rất rõ ràng đối mặt với thủ thành đối phương nhưng các cầu thủ tấn công của đội bóng này lại bỏ lỡ. Minh Chí. Seiler. Holy. Zaruba. Rất căng của Zaruba. Chơi bóng ở hai chân của Zaruba rất tốt. Vẫn là sự chắc chắn của Hồ Văn Ý. Minh Chí. Thành Tín. Hơn 6 phút của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua. Cơ hội! Vị trí! Không vào! Một sai lầm của thủ môn vàng phòng ngự đội tuyển Cộng hòa Séc. Và cơ hội rất rõ ràng đã đến với chúng ta. Một pha cứu thua của thủ thành Valaha. Một tình huống cứu thua rất nhanh và xuất sắc của thủ thành bên phía Cộng hòa Séc. Đó là cơ hội tuyệt vời dành cho đội tuyển Phúc San Việt Nam. Những pha bóng như vậy sẽ khiến cho Cộng hòa Séc phải dè chừng các cầu thủ Việt Nam chúng ta hơn. Reseta. Dứt điểm từ tuyến sau là của Misan Holy. Đội bạn đang thực hiện rất nhiều những cú sút xa. Có lẽ ngay cả khi đối mặt với Brazil thì Cộng hòa Séc cũng không gặp phải tình huống như thế này. Họ đang phải gặp phải một đội bóng có lối chơi đeo bám rất khó chịu. Thậm chí là cho tới lúc này thì Cộng hòa Séc cũng chưa sở hữu những cơ hội thực sự rõ ràng giống như hiệp một trận đấu họ gặp đội tuyển Brazil. Seiler. Pha xử lý vừa rồi là của Thomas Nhúc.
Tình huống xoay người dứt điểm chân trái rất nhanh của số 14 bên phía cộng hòa Séc. Thomas Vuk vừa rồi đã thoát khỏi sự kèm cặp của anh Quý. Tổng số lần dứt điểm của cộng hòa Séc đã gấp gần 4 lần chúng ta. Đức Hòa. Nhưng điều quan trọng là tỷ số ở trên sân thì vẫn đang cân bằng. Hiệu quả và chắc chắn vẫn đang là điều mà chúng ta đặt lên hàng đầu trong trận đấu này. Cơ hội. Ui. Đó là cơ hội dành cho Đắc Huy. Thủ môn Vahala trong trận đấu ngày hôm nay cũng đã trải qua một trận đấu không hề nhàn nhã một chút nào. Anh cũng đã phải vất vả để cản phá những tình huống dứt điểm của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Dứt điểm. Cú đá vẫn là của Nguyễn Đắc Huy. Trong khoảng 5 phút vừa qua thì hai pivot Đắc Huy và Minh Chí của chúng ta đã có hai cơ hội để đối mặt với thủ thành Vahala. Sider. Cộng hòa Séc vẫn đang vướng phải một bức tường phòng ngự cực kỳ kiên cố. Khi chúng ta đang phòng ngự chắc, đeo bám sát và hỗ trợ cho nhau tốt thì đội tuyển Cộng hòa Séc đành phải thực hiện những tình huống đưa bóng trở lại và những cú đá từ xa. Trọng tài 1 và trọng tài 2 trận đấu này đều là các trọng tài nữ. Châu Đoàn Phát. Cộng hòa Séc thay tổ đấu khác vào sân. Zaruba. Kovacek. Zaruba. Phản công cho đội tuyển Việt Nam. Đắc Huy. Anh Duy. Châu Đoàn Phát. Rất tốt. Đây là Đắc Huy. Có thể dứt điểm. Không vào. Cú đá vừa rồi là của Nguyễn Anh Duy. Đắc Huy đã đưa bóng ngược trở ra rất đúng tầm dành cho anh Duy. Những cái chân của thủ thành Vahala đã cứu thua cho đội bóng Cộng hòa Séc. Pha xử lý là của Minh Chí. Slovacek. Kurenka. Zaruba. Pha phối hợp không thành công giữa Zaruba và David Josh. Còn hơn 10 phút nữa của hiệp thi đấu thứ hai. Lúc như này chúng tôi cảm giác như thời gian đang trôi qua rất chậm và chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để đến với những phút cuối cùng của hiệp đấu. Anh Duy. Châu Đoàn Phát. Chúng ta đang chơi chậm bên phần sân nhỉ. Anh Duy. Đức Hòa. Đức Hòa.
cơ hội. Pha xử lý của Châu Đoàn Phát. Zaruba. Kurenka. Zaruba. Đột phá không thành công. Hơn nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua rồi và chúng ta vẫn đang đứng vững. Lê Quốc Nam. Đây là thủ đấu số 2 của đội tuyển Phúc San Việt Nam. Pha chạm bóng là của Nguyễn Đắc Huy. Kureka. Zaruba. Zaruba. Và pha bóng lên của Khổng Đình Hùng. Slovacek. Kurenka. David Josh. Kiểm soát bóng rất nhiều, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với thật nhiều những cơ hội nguy hiểm dành cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Đó là pha bóng đập cột dọc và tỷ số vẫn đang là không đều. Rất may mắn cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Đắc Huy. Một tình huống thực sự thoát tim. Tôi có cảm giác đây là một trận đấu may mắn với đội tuyển chúng ta rồi. Hồ Văn Ý vẫn kịp thời tỉnh táo để giữ trái bóng lại. Nissan Holy. Reseta. Tyler. Bóng chạm chân Lê Quốc Nam. Chúng ta đang làm tất cả để bảo vệ mảnh lưới của thủ môn Hồ Văn Ý. Cộng hòa Séc họ đang đẩy cao tốc độ và tạo ra sức ép một cách liên tục. Chúng ta thì cần phải duy trì được sự tập trung và nền tảng thể lực cần thiết để có thể đứng vững trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu này. Hơn 7 phút nữa cho hiệp thi đấu thứ hai. Pha ném bóng của đội tuyển Việt Nam, Văn Hiếu. Cú sút xa không thành công. Đó là tình huống dứt điểm của số 13 Mikhan Holy. Trước đó thì pha chạm bóng kịp thời của Lê Quốc Nam đã làm giảm đi sự nguy hiểm trong tình huống lên bóng của đội tuyển Cộng hòa Séc. Đá rất mạnh bằng chân trái của Holy. Châu Đoàn Phát. Anh Duy. Đình Hùng. Khổng Đình Hùng và Phạm Đức Hòa đều đang đảm bảo an toàn ở vị trí phi sổ. Cú sút của thủ thành Vahala. Cộng hòa Séc vừa chơi power play.
một pha bắt vô lê rất nguy hiểm nữa của Vincent Seiler. Rất nhiều phương án tấn công đã được Cộng hòa Séc đưa ra để tìm kiếm bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Họ chưa một lần làm được điều đó. Một trận đấu rất kiên cường của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Anh Duy. Chúng ta đang trở lại với tổ đấu trong đội hình xuất phát. Pha bóng thiếu tập trung của Misan Sailer. Đức Hòa. Anh Duy. Những pha bóng bình tĩnh và tự tin của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đức Hòa. Anh Duy. Châu Đoàn Phát. Đoàn Phát, Anh Duy và Đức Hòa đều là những cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt và là nhóm đấu rất hiểu nhau. Cơ hội phản công, Đoàn Phát có thể dứt điểm. Quán cầu cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một pha xử lý táo bạo của Châu Đoàn Phát sau khi tận dụng được sai lầm của đối phương. Tuyệt vời. Với tất cả những tinh thần thi đấu như những chiến binh, chúng ta đã vươn lên dẫn trước ở thời điểm rất quan trọng trong trận đấu. Một trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn của Châu Đoàn Phát. Nếu như chúng ta duy trì được kết quả này đến hết trận đấu thì đây sẽ là một cú sốc rất lớn, rất lớn. Một dứt điểm qua hai chân thủ thành Vahala. Cú đá quyết đoán của Châu Đoàn Phát đã đánh bại được thủ môn Vahala, một người cũng đã chơi rất hay trong chặng đường đã qua của đội tuyển Cộng hòa Séc. Bất ngờ đang xảy ra, một bất ngờ tuyệt vời đang xảy ra ở trên sân. Riseta. Rất hay. Hồ Văn Ý đang có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Bàn thắng mở tỷ số của Châu Đoàn Phát, một pha xử lý bất ngờ, một kết quả bất ngờ chắc chắn sẽ mang tới sự hưng phấn và thêm sự tự tin cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Thành Tín. Đây là Minh Chí. Đức Hòa. Chúng ta chơi như du ngủ đối phương rồi bất ngờ tung ra đống nấp ảo rất nguy hiểm. Như vậy là đội bạn đã có được bàn gỡ hòa sau một đường truyền lỗi của chúng ta. Một đều và ghi bàn của đội trưởng Riseta. Tỷ số đã được cân bằng cho các cầu thủ Cộng hòa Séc. Sai lầm của đội trưởng Phạm Đức Hòa. Vẫn sẽ là những khoảng thời gian hồi hộp trong những phút còn lại của hiệp 2 trận đấu này. Thành Tín. Văn Hiếu. Không có gì phải vội cả. Chúng ta đã chơi phản công rất sắc bén và đã có được những cơ hội cũng như bàn thắng. Nhưng chúng ta vẫn cần phải hạn chế những sai lầm cá nhân trong những phút còn lại. Sự tập trung và tránh mắc lỗi là điều rất quan trọng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu này. Chúng ta đang có cơ hội để ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp. Và để nắm bắt được cơ hội đó thì cần rất nhiều những sự nỗ lực trong
gần 4 phút còn lại của hiệp 2. Và dứt điểm hụt của Zaruba. Nhan Gia Hưng, Thành Tín, Văn Hiếu, Gia Hưng, Thành Tín, Nguyễn Văn Hiếu. Những pha phát bóng dài lên là những tình huống xử lý an toàn khi mà đội bạn vây giáp và tạo sức ép. Kurenka, Zaruba, Seiler, Kurenka, Issa Seiler. Bóng đá nằm trong tay Hồ Văn Ý. Những giây phút đòi hỏi sự tập trung rất cao độ của các cầu thủ Futsal Việt Nam. Thành Tín. Còn hơn 2 phút nữa thôi. Rất nguy hiểm. Trọng tài xác định là bóng đã chạm tay Zaruba. Anh Duy. Rất kinh nghiệm. Phát bóng lên dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Còn chưa đến 2 phút nữa là trận đấu kết thúc. Giây phút rất hồi hộp. Chúng ta cần có được sự tỉnh táo như những gì chúng ta đã từng có được trong trận đấu này để đảm bảo được sự an toàn trong khoảng thời gian chưa đầy 2 phút còn lại của trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp. Anh Duy. Bóng đã ra ngoài sân rồi. Quả đá biên cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện Phạm Minh Giang đang rất sốt ruột. Hơn ai hết ông mong thời gian trận đấu trôi qua thật nhanh. Tất cả chúng ta đều mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Sẽ là những khoảng thời gian đếm ngược dành cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Văn Hiếu. Đường truyền lên không chính xác. Lần hội ý của đội tuyển Cộng hòa Séc. Trong hiệp 1 thì đội tuyển Cộng hòa Séc cũng đã sử dụng quyền hội ý của mình. Quyết tâm chiến thắng của Cộng hòa Séc ở trận đấu này cũng là rất lớn. Những toàn tính cuối cùng của đội tuyển Cộng hòa Séc trong hơn 1 phút còn lại. Và đó cũng là khoảng thời gian 1 phút 18 giây chúng ta còn cách đấm vé để đi đến vòng đấu loại trực tiếp vòng 1/8 của FIFA Futsal World Cup năm 2021. Đây là bàn thắng của Châu Đoàn Phát. Và nó rất có thể sẽ là bàn thắng đưa chúng ta vào vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng để có được điều đó, chúng ta phải hạn chế những sai lầm cá nhân trong hơn 1 phút còn lại. Seiler. Quả
Cộng hòa Séc chơi power play. Điều đó cho thấy là họ cũng rất quyết tâm chiến thắng. Holy, Kudeka, Siler. Còn chưa đầy một phút nữa. Slovacek. Slovacek đang mặc áo của thủ môn. Mỗi khi chơi power play thì cầu thủ thay thủ môn sẽ phải mặc những chiếc áo thủ môn, nhưng vẫn giữ nguyên số áo của mình. 39 giây nữa thôi. Pha bóng power play của Cộng hòa Séc đã kết thúc bằng một cú dứt điểm không chính xác. Kudeka. Kovacic lại trở lại sân. Cộng hòa Séc vẫn tiếp tục chơi power play trong giây cuối cùng. Kovacic. Kudeka. Rất nguy hiểm. Rất may là cầu thủ Cộng hòa Séc đã dứt điểm hụt. Siler. Còn 7 giây. Không vào. Đó có thể sẽ là cú dứt điểm cuối cùng của trận đấu này. 4 giây nữa thôi. Chúng ta sẽ có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp của World Cup Futsal năm 2021. Đó là một tình huống hú vía với chúng ta. Rất may bóng đá không làm tung lưới. 4 giây nữa và chúng ta có lẽ sẽ chơi chắc chắn chuyền bóng qua lại. Thời gian hội ý. Chúng ta có thời gian hội ý 1 phút trước 4 giây cuối cùng để chúng ta có thể ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp. Làm gì trong 4 giây cuối cùng này? Một trận đấu rất khó khăn và cũng rất tuyệt vời dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm ngược tới thời gian kết thúc hiệp 2. Rất hồi hộp. Rất rõ tiếng hô của các cổ động viên Việt Nam trên khán đài để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Việt Nam chúng ta. 2, 1, hết giờ. Tuyệt vời. Chúng ta đã có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp vòng 1/8 của FIFA World Cup Futsal năm 2021. Lần thứ hai liên tiếp tham dự World Cup và lần thứ hai đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng. Lần này những thách thức đã lớn hơn với chúng ta. Chúng ta đã gặp Brazil, đội bóng 5 lần vô địch World Cup và để thua rất đậm trong trận đấu đầu tiên. Chúng ta đã thắng Panama và bây giờ chúng ta có được một trận hòa trước đội bóng hơn Futsal Việt Nam tới 26 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Một trận hòa tuyệt vời, một trận hòa quả cảm và chúng ta xứng đáng với phần thưởng này. Xin chúc mừng các cầu thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam. Tất nhiên chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đón và đồng hành cổ vũ cho đội tuyển Futsal Việt Nam trong trận đấu ở vòng 1/8. Quý vị thân mến, xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền Việt Nam để theo dõi chương trình bình luận sau trận đấu.